Nữ chính lột xác nhờ dao kéo của người ấy là ai? Phẫu thuật thẩm mỹ ưng ý rồi, vẫn bị góp ý sửa thêm, chia sẻ kinh nghiệm sửa mũi đẹp tự nhiên nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Vũ Thanh Quỳnh, cô gái trong Người ấy là ai mùa 3, vừa có chia sẻ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ tự nhiên như đẹp sẵn, rút ra từ chính kinh nghiệm bản thân mình. Những trường hợp biến hình xuất sắc, hậu thẩm mỹ tất nhiên không thiếu, nhưng phải nói màn lột xác của Vũ Thanh Quỳnh là cuộc đập mặt xây lại, đại thành công. Dù đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày vịt hóa thiên nga ấy, nhưng dân mạng vẫn cứ suýt xoa mãi trước nhan sắc xinh đẹp của cô, đến nỗi càng nhìn càng mê, chứ không biết chán là gì. Và cái tên Vũ Thanh Quỳnh giờ đây lại càng hot hơn khi cô trở thành nữ chính của Người ấy là ai mùa 3. Chính nhờ diện mạo xinh đẹp lại tự nhiên như trời sinh, nên lần nữa Thanh Quỳnh khiến người ta bàn tán, ngưỡng mộ trước nhan sắc của mình. Trao đổi với Quỳnh về việc thẩm mỹ tự nhiên, chúng tôi đã nghe Quỳnh chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp thú vị, hữu ích cho những chị em nào có ý định trùng tu nhan sắc. Từng phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm, gò má, nhấn mí, nâng mũi, Thanh Quỳnh cởi mở chia sẻ tường tận về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Đầu tiên là đẩy hàm hô vào, sau đó phẫu thuật gò má, góc cạnh hàm và cằm, cuối cùng là nhấn mí mắt và nâng mũi. Tổng cộng Quỳnh chỉ lên bàn phẫu thuật 2 lần thôi, lần đầu là chỉnh hàm, xương mặt, nhấn mí mắt cùng lúc, sau 1,5 tháng thì đi nâng mũi. Hơn 1,1 tỷ đồng cho cuộc đại trùng tu. Nữ chính Người ấy là hai cho hay, ở thời điểm trùng tu nhan sắc, cô chỉ cần nghỉ dưỡng 3 tháng là hồi phục, cũng không gặp phải biến chứng, hiện tượng lạ nào. Nhận được suất thẩm mỹ miễn phí tại bệnh viện Hàn Quốc, Thanh Quỳnh tiết lộ tổng chi phí cho cuộc đổi mặt đổi đời của mình là khoảng 50.000 đô la Mỹ, hơn 1,1 tỷ đồng. Kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ tự nhiên như đẹp sẵn. Khi được hỏi về kinh nghiệm thẩm mỹ sao cho tự nhiên nhất, Thanh Quỳnh chân thành chia sẻ: không biết những bệnh viện khác thì sao, nhưng nơi Quỳnh thẩm mỹ, các bác sĩ đều hướng bệnh nhân đến những giải pháp chỉnh sửa an toàn, phù hợp với gương mặt, chứ không khuyến khích việc chỉnh sửa quá đà, làm mũi giống các ngôi sao. Ví dụ, mũi chỉ nên làm ở độ cao vừa phải để cho vẻ đẹp cân đối, hài hòa, đưa các đường nét, ngũ quan về một tỷ lệ chuẩn. Thanh Quỳnh chia sẻ thêm, nhiều người thích dáng mũi cao tây, nhưng theo cô người châu Á vẫn nên chọn làm mũi style châu Á để vừa thon gọn, vừa không bị thô. Ngoài ra, việc cắt cánh mũi nhiều cũng làm cho mũi không được tự nhiên. Kinh nghiệm mà cô rút ra là khoảng cách từ mắt đến sống mũi chỉ nên ở khoảng 1 đến 1,5cm là vừa đẹp. Không nên tham tròn mũi thật cao, thật nhỏ vì trông sẽ thiếu tự nhiên. Quan trọng là cần phải biết gương mặt mình có ổn với dáng mũi kiểu Tây hay không, chứ không nên chỉ thích thôi thì làm bất chấp. Đẹp rồi nhưng vẫn bị người khác góp ý. Không giấu giếm chuyện gương mặt hiện tại vẫn bị nhiều người đánh giá, góp ý là cần chỉnh sửa thêm, Thanh Quỳnh bộc bạch. Nhiều người gặp Quỳnh cũng tư vấn là nên làm mũi cho cao hơn hoặc làm răng thêm nữa cho đẹp. Nhưng Quỳnh nghĩ đó chỉ là góc nhìn của người ta, theo tiêu chí xinh đẹp của riêng họ, chứ tự nhìn mình trong gương, Quỳnh nghĩ gương mặt hiện tại đã quá ổn so với mong muốn của mình. Bởi ngày xưa, hàm hô là khuyết điểm lớn nhất khiến Quỳnh mất tự tin. Giờ nhược điểm ấy đã được khắc phục bằng phẫu thuật chỉnh hàm nên Quỳnh thấy chẳng có điểm nào đáng để chỉnh sửa thêm. Giờ Quỳnh chỉ tập trung dưỡng da hàng ngày cho da đẹp thôi. Trong thời gian qua, Thanh Quỳnh còn đi hút mỡ bụng do quá trình ăn uống không kiểm soát gây tăng cân. Ngoài ra, cô còn hút mỡ bọng mắt, nhưng đây chỉ là tiểu phẫu rất nhỏ nên không mang đến sự khác biệt đáng kể trên khuôn mặt. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.